by D. Young. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay rất vui được gặp lại mọi người. Thì hôm nay là ngày đầu tuần, chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và làm việc tràn đầy năng lượng. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một tổ thờ, nơi mà thờ cúng linh thiêng, tổ tiên ông bà cha mẹ chúng ta ở nhà. Thì hôm nay em xin giới thiệu mọi người một tổ thờ được làm từ 100% từ gỗ gõ đỏ tự nhiên cao cấp. Thì mọi người có thể nhìn thấy, đây là tổ thờ có chiều ngang là 1m53 và chiều cao cũng là 1m53. Em nghĩ là nó rất là vừa và gọn với không gian phòng thờ của chúng ta, với một cái màu vàng sáng đặc trưng, thì cùng với những cái đường vân gỗ gõ đỏ rất là đẹp, mọi người có thể nhìn thấy. Thì tủ thờ này được thiết kế là dạng bụng phệ, đây được chạm trổ hình rồng rất là sắc nét, được chạm trổ ở phần hai bên hông của phần bụng nè, rồi phần yếm của tủ thờ. Và phần chân được chạm trổ hình rồng rất là oai nghiêm. Ngoài ra, tủ thờ này thiết kế thêm hai hộc. Mình kéo ra rất là gọn này, rất là dễ luôn. Thì hai cái hộc này chúng ta có thể để được những đồ cúng nè, hoặc là đèn cây, hoặc là giấy tiền, chúng ta để vào trong đây rất là gọn. Còn ở đây là chiếc tủ có ngăn kê, có chìa khóa, thì được thiết kế là hai ngăn và không gian hai chiều, với một chất liệu gỗ gõ đỏ rất là tốt. Gỗ gõ đỏ thì mọi người cũng biết là nó chịu lực tốt, chống được cong vênh, nứt nẻ. Cho nên là được làm tủ thờ là mọi người cứ an tâm về độ bền và độ cứng chắc. Thì hiện tại bên Sơn Đông đang bán mức giá của tủ thờ này là 21.500.000. Thì hiện tại chỉ còn có 2 ngày nữa thôi, là ngày hôm nay và hết ngày mai là bên Sơn Đông chúng em hết chương trình khuyến mãi. Thì mọi người có gì liên hệ vào số hotline để bên dưới, hoặc là tới trực tiếp cửa hàng tại số 783 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân để được nhìn tận mắt và sờ tận tay cái tủ thờ này nha. Thì mời mọi người chiêm ngưỡng cái tủ thờ cùng em.